Ok, mặc dù bây giờ đã hết Tết rồi nhưng mà mình vẫn muốn làm tiếp cái nhà cho nó nhìn cho nó giống cái vườn bông ở trong nhà cho nó nhìn nó bớt ảm đạm, nên bây giờ mình sẽ hái một số cái chồi vậy nè, một số cái chồi vậy mình sẽ gắn cái bông lên tiếp tục. Vì nhỏ nhỏ thôi mà nhiều cành mình cắm vô để em thay được nhiều đây. Ở đây có nhiều cái nụ này, ở đây mình sẽ hai đây cái nụ. Ok, mình sẽ quyết định hái mấy cái nụ ở đây trông có vẻ đẹp hơn nè, nhiều nhánh hơn đây. Ok, đã nhổ được một đống cây như này đây. Hôm khác mình sẽ chuẩn bị mình làm ha. Ta-da. Ok, cái này là xong một cái cành nhỏ rồi nha. Xong một cành nhỏ rồi các bạn. Đây là sau khi cắt được hai bịch nha. Đó. Cắt được hai bịch. Còn cái cây cây này để gắn được hai cái bông. Đó. Một đống cây ở dưới đó. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Bây giờ là mùa đông rất là lạnh, ở bên Mỹ rất là lạnh, là âm 5 độ C. Và mùa đông thì mọi cái cây hoa thì nó đều là nó rất là nói đơn giản là nó đi ngủ hết, nên là một hoa rất là hiếm bên này. Mà mình thì thích nhà cửa có nhiều màu sắc cho nên là mình đã mua, mặc dù đã hết Tết rồi nhưng mà mình vẫn mua cái bông hoa mai, hoa đào để mà làm cho cái nhà có thêm nhiều màu sắc nha. Bốn bịch này á, bốn bịch, mỗi bịch là 40 cái bông. Bốn bịch này là 13 đô, gần 14 đô. Nếu mà cái này là phải hết Tết rồi cho người ta bán cũng hơi xuống giá, cũng hơi rẻ xíu. Chứ nếu mà năm bịch này á mà lúc đang gần Tết đó là sẽ là 5 đô một bịch, có nghĩa là gần là hơn 20 mấy đô là bốn bịch này. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Như video hôm bữa thì mình có quay cho các bạn coi á, là mình đã đi vẽ mấy cái cành này, giống như lần trước mình làm á, là vẽ mấy cành này. Nhưng mà lần này thì mình đã chọn những cái cành mà nó hơi ngắn ngắn thôi để bỏ lên cái nguyên cái dàn khiển của nó trồng, là mỗi bình một cây. Thì giống như lần trước mình làm mà chậu hoa, như bây giờ mình sẽ làm là vườn hoa nha. Bây giờ bắt tay vào làm à. Đầu tiên mình cắm một cái chậu cố định, mình sẽ bỏ hết vào đây xong rồi mình sẽ chia ra một xong. Hãy dẫn các bạn, dẫn nó đủ cao các bạn thấy ha. Mình sẽ cho một cái cái chậu này nó cũng tương đối cao. Những cái cây kiểng, chậu kiểng yêu quý của nó chồng. Bây giờ tranh thủ là còn nó đây mình hả, tranh thủ mình làm, tại vì tí xíu nữa là nó hết nắng rồi nha, nó đang sắp hết nắng. Mình có cái ghế hết, mình có cái ghế nè, mình sẽ cố dọn lại nha. Không bên cái tại thì lấy ghế. Bây giờ thì nó đã cao hơn để cho các bạn thấy được ha.
Để ra đây để cố định để mình gắn cái hai. Mình sẽ làm mỗi mỡ cây một mỡ. Hay là mỡ cây hai mỡ ta. Ông nghĩ là hai mỡ luôn. Một con hai mỡ. Đây là cái này rất là xinh luôn ha. Đây là rất là xinh cái mũ luôn. Bốn cái nha. Có lá nữa nè. Cái mũ luôn. Và cái cành này mình sẽ cắt thành đôi. Xong rồi một cây này cắt thành đôi giống như lần trước thôi ha. Một cái này mình sẽ cắt thành đôi. Cắt thành đôi. Nào, cắt. Nào, cắt vào đây thôi. Các bạn thấy không? Đã cắt thành đôi hả? Sau mình sẽ bẻ hai cái đầu lại. Cái này nó có nụ sẵn là cái nụ đi ngủ thôi. Nên là cái nụ thẳng nên nó rất là tự nhiên luôn. Quanh năm lắm nha. Bẻ hai cái bẻ hai cái này vô để hai cái băng, hai cái đầu của cái băng đó bỏ vô đây là xong rồi quấn lại. Bốn âm 5 độ C nha, âm 5 độ C đó. Nên đó là lý do tại sao mình phải bị hát xì hơn như vậy. Rồi. Đây, rồi. Dạ, cái băng này ta rất là xinh ha. Cái để là xinh. Bây giờ mình phải cắt ra nhưng mà không phải hết. Nhờ người ta để như vậy. Các bạn thấy không? Nhờ người ta xếp ngăn nắp gọn gàng như vậy thì mấy cái bông hoa nó đẹp đều luôn, không bị chồng nhau, không bị đè cái cánh, không bị sẹp xuống. Còn mình mua ở chỗ khác thì người ta bán rất là rẻ luôn, có 3 đồng một bịch thôi, nhưng mà người ta để ngược bọc vô rồi còn gần cả trăm cánh hoa vô, nó đè đè lên nhau, nó bị làm cho mấy cánh hoa này nó bị quéo lại như vậy đó. Rất là xinh, đẹp đều luôn, tất cả mọi cánh đều được bảo quản đều được đẹp đều, không có bị nhăn hay là quéo cái cánh gì hết. Các bạn thấy rất đều không? Màu hồng này còn đẹp dữ nữa nè, quá đã. Nhìn cắt cái từng cánh ra đây, đó là hai lớp như này. Ta xếp rất là hay luôn á. Thì mình nhiệm vụ mình là cắt từng cánh ra thôi, rồi dạ, rồi gắn vào. Nhưng mà người ta để như vậy thực sự rất là ý tưởng, rất là hay, dễ vận chuyển mà vẫn bảo đảm được là cái cánh nó vẫn đều đẹp, rất tuyệt vời phải không các bạn? Này, chú gần lại các bạn coi. Đó. Cái màu hồng này cũng như vậy. Đây là hai bên, bỏ một bên ra để cho các bạn coi gần. Mình chỉ cắt này rời ra là xong. Dạ. Đó, cắt rời ra được hai cái màu vàng và hai cái màu vàng, hai cái màu hồng. Giờ mình sẽ gắn vô đây nè. Đó, cái lọ này. Bây giờ mình đã biết cách làm cho nó rất là đúng và chắc ăn rồi nha. Hồi trước không biết cách làm, cứ tưởng là đâm nó vô làm hả, đâm nó hả rất là đau tay luôn, mà làm rất chậm mà nó không có chắc nha. Cách này mình đã sau một hồi làm nhiều thì mình đã nghĩ được cách này. Cách này thì mình nghĩ là nhiều người đã áp dụng rồi, nhưng mà tới khi mình bắt tay vào làm á nên mình mới nhận ra được cái cách này. Nhìn ngắn luôn.
Nhiều người đã làm rồi nhưng mà ở Việt Nam thì mình ta cái mấy cây mai cây đào ta có sẵn mà, nên là mình đâu có là phải làm đâu. Qua đây thì mình muốn mình phải làm, bây giờ đi đâu mà chợ thấy nó nhìn nó không có thật á, cái cây người ta làm á, cái thân cây bằng nhựa nó không có thật, nó giả lắm. Thứ nhất là vậy, thứ hai là nó đã nhìn không có thật rồi mà nó còn mắc nữa, 60 đô một cái chậu giả như vậy luôn, nên mình không có mua. Mình quyết định là mình về mình bẻ cây mình làm, nó vừa rẻ mà nhìn nó vừa thật nữa, tại cái cây đó là thật mà. Hai màu trộn lẫn luôn nên nhìn cho nó phong phú ha. Đó một cái hồ, một cái dạng. Mới được có hai cành mà trời sắp tối đến nơi và đây sau một tiếng sau một tiếng nha, mình đã làm được mấy cái cành này đây, và chuẩn bị làm một dàn bông 1 2 3 4 5 7 8 9 và một mớ bông này thì đủ quấn lên cái cây, tuyệt vời nha. Còn đây là cái quá trình mà bỏ mấy cái cánh hoa vào vào cái cây để mà xô vô. Cũng khá là lâu nha. Cũng phải là 20 phút á. Tại mình làm tận 40 cánh lận. Để mình bỏ lên quấn lên cái cây mà nó có sẵn hoa lá hết rồi, nó chỉ cần thiếu hoa thôi. Đó. Nhìn thì có vẻ ít nhưng mà làm lâu nha. Thank you.
mình chứa chan. Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tôi. Thank you.
Ngập bao sức sống